Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi sáng nay ngày 6 tháng 11, không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực vùng núi phía Bắc vào khu Đông Bắc, chưa vào chiều tràn đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ. Đến đêm nay, gió lạnh tiếp tục mở rộng vùng ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, phía Tây Bắc Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Gió chuyển Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 2 đến cấp 3, vùng ven biển cấp 3 đến cấp 4, từ đêm nay, thời tiết ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời lạnh về đêm và sáng, vùng núi trời rét. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 20 đến 23 độ, khu vực vùng núi từ 16 đến 19 độ. Đáng lưu ý, do ảnh hưởng của không khí lạnh, kết hợp với vùng hội tụ gió trên mực 1.500m, nên ngày và đêm nay, ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và rông dài rác, riêng vùng núi và Trung Du có mưa vừa, cục bộ có mưa to, với từ 20 đến 40 mm, có nơi trên 70 mm. Chiều và đêm nay ở Bắc Trung Bộ cũng có mưa mưa giảm hơn, mức từ 15 đến 30 mm, có nơi trên 50 mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo từ gần sáng ngày mai đến ngày 8 tháng 11, khu vực Trung và Nam Trung Bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20 đến 50 mm, có nơi trên 80 mm. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc, mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại một trũng và thấp. Ngoài ra, từ chiều và đêm nay, ở vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao từ 1 đến 2 mét, biển động. Từ đêm nay, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm vùng biểu quần đảo Hoàng Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động. Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 6 tháng 11, phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây có mưa, mưa vừa và rải rác có rông, cục bộ có mưa to, gió nhẹ, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh, đêm trời lạnh, có nơi trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, có nơi dưới 19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ, có nơi trên 28 độ phía đông bắc bộ nhiều mây, có mưa rào và rông rải rác, riêng vùng núi và trung du có mưa vừa, cục bộ có mưa to, gió đông bắc cấp 2 đến cấp 3, vùng ven biển cấp 3 đến cấp 4. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh, đêm trời lạnh, vùng núi trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, vùng núi từ 16 đến 19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ, có nơi trên 28 độ từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, phía Nam có mây, ngày có mưa rào và rông vài nơi, đêm có mưa rào và rông rải rác, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2 đến cấp 3, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh, phía Bắc đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, Ngày có mưa rào và rông vài nơi, đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió đông bắc cấp 2 đến cấp 3, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Tây Nguyên, có mây ngày nắng, Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp 2 đến cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ. Nam Bộ có mây ngày nắng. Chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2 đến cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa rào và rông, gió đông bắc cấp 2 đến cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Đêm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ.